cũng như là điều kiện và trạng thái của tất cả tập thể U23 Việt Nam như thế nào trước trận đấu với Syria? Em nghĩ bây giờ tinh thần và trạng thái của tất cả cầu thủ và ban huấn luyện U23 rất tốt, thì mọi người đang để tinh thần trạng thái tốt nhất để hướng tới trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Thắng Australia và thua trong một thế trận cực kỳ là ấn tượng trên Hàn Quốc, vậy thì điều đó đã mang lại một cái sự thoải mái như nào cho tập thể U23 của chúng ta? Khi mà đạt được kết quả tốt đến bây giờ thì em nghĩ cũng mang đến sự tự tin cho U23 sau trận đấu gặp Syria sắp tới. Em nghĩ nhờ cái đó sẽ giúp được động lực để giúp đội tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam có tự tin hơn khi gặp đối thủ Syria. Bản thân Văn Toàn được xem là con bài chiến lược của huấn luyện viên Park Hang-seo, bộ khi được tung vào sân. Vậy thì với cái năng lượng mà cái thời điểm mà anh xuất hiện như thế thì em mong cái sự đột biến đến như thế nào? Thì mỗi khi được vào sân và được sử dụng thì em luôn cố gắng để giúp cho đội đạt kết quả tốt nhất, và em nghĩ là thì ai trong tất cả các thành viên của đội U23 đều muốn ra sân và đều muốn thi đấu giúp đội U23 đạt được thành tích cao nhất. Với cá nhân anh hỏi cuối cùng là chúng ta đã chuẩn bị như thế nào về mặt chuyên môn trước trận đấu với U23 Syria? Thì em nghĩ chuyên môn thì trong vòng thời gian qua chúng ta đã chuẩn bị rồi. Hiện tại thì em nghĩ chúng ta cần chuẩn bị tâm lý khi vào đối với Syria, vì đây là cơ hội tốt để cho U23 Việt Nam biết lịch sử này đấu là lần này. Vì vậy em nghĩ là chúng em đang cố gắng tập trung vào trận đấu sắp tới và cố gắng thể hiện hết mình. Huấn luyện viên Park nhận xét như thế nào về đối thủ sắp tới? Ông Park cũng nhận xét về Syria là một đội bóng mạnh, thì họ cũng em nghĩ trận đầu tiên chắc do họ cũng không biết được đối thủ Australia nào, họ đá với thế là không biết đối thủ nên em nghĩ họ đã khởi đầu hơi kém một chút, nhưng mà đến trận thứ hai của Hàn Quốc thì đó sức mạnh của họ đã được thể hiện, em nghĩ là họ là đối thủ rất mạnh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của báo Thanh Niên.